chào mừng các vị đại biểu khách quý. In the closing ceremony of the 5th Asia Games today, on behalf of the organizing committee, we are pleased to introduce. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á. Ladies and gentlemen, Mr. Nguyễn Ngọc Thiện, the Central Party Executive Committee's member, Minister of Culture, Sports and Tourism, Chairman of the Steering Committee, the 5th Asia Games. Trân trọng giới thiệu ông Trần Đình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Mr. Trần Đình Minh, the Central Party Executive Committee member, General Director of Vietnam Television. Trân trọng giới thiệu ông Timothy Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á. His Excellency Timothy Phúc, OCA Vice President. Trân trọng giới thiệu ông Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mr. Hoàng Tuấn Anh, President of Vietnam Olympic Committee, former of the Central Party Executive Committee member, former Minister of Cultural Sports and Tourism. Trân trọng giới thiệu ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á. Mr. Lê Khánh Hải, Deputy Minister of Cultural Sports and Tourism, Chairman of the Organizing Committee of the 5th Asia Games. Trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á. Mr. Huỳnh Đức Thơ, Đà Nẵng Party Deputy Secretary, Chairman of Đà Nẵng People's Committee, Vice Chairman of the Steering Committee of the 5th Asia Games. Trân trọng giới thiệu ông Phương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức ABG Năm. Mr. Phương Bích Thắng, Chairman of Vietnam Sport Administration, Standing Vice Chairman Organizing Committee of the 5th Asia Games. Trân trọng giới thiệu ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng Ban tổ chức địa phương Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á. Mr. Đặng Việt Dũng, Member of Đà Nẵng Party Standing Committee, Vice Chairman of Đà Nẵng People's Committee, Chairman of the Đà Nẵng Organizing Committee of the 5th Asia Games. Có mặt tham dự trong lễ bế mạc ngày hôm nay còn có toàn thể các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các cơ quan truyền thông quốc tế và Việt Nam tham dự trong lễ bế mạc ngày hôm nay. Trân trọng được giới thiệu. As always, all representatives of the state and local authority, international organizations and media organizations are attending the closing ceremony today. Kính thưa quý vị, sau đây để chúng ta cùng có cái nhìn toàn cảnh về đại hội ABG năm, chúng tôi trân trọng được kính mời toàn thể quý vị đại biểu khách quý và quý vị khán giả truyền hình sẽ cùng theo dõi một video clip do Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. And now